ơi, chào mừng quý anh chị em bà con lại quay trở lại với thế giới xe cũ tại Thanh Đoàn. Và những hình ảnh vừa rồi anh chị em bà con cũng có thể thấy, ngày hôm nay Thanh Đoàn đã chốt được khá nhiều xe. Và như vậy trong buổi chiều ngày hôm nay Thanh Đoàn đã chốt tổng cộng 15 chiếc xe rồi. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị em bà con, cô dì chú bác gia gần đã luôn quan tâm yêu thương và đồng hành ủng hộ Thanh Đoàn. Và mọi người ơi, chỉ còn một ngày nữa thôi. Vâng, ngày hôm nay đã là ngày 30 rồi, chỉ còn ngày mai nữa thôi là tới hết một cái năm cũ qua, một năm cũ với nhiều đau thương, nhiều mất mát. Em Hiền xin gửi lời tri ân sâu sắc những anh chị, những gia đình có những người thân không may bị dịch bệnh mà mất, thì em Hiền hy vọng mọi người cũng sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tiến về phía trước anh chị em bà con nhé. Năm cũ qua rồi, những cái gì chui sẽ bỏ qua, giận hờn buồn đau gì mình hãy cho qua hết, sang một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và đặc biệt luôn nở nụ cười trên môi. Mọi người biết không, tiền bạc chưa kiếm thì kiếm, đúng không? Tiền bạc chưa có thì mình từ từ kiếm. Năm nay coi như là mình mất trắng rồi, nhưng quan trọng hãy nhìn bên cạnh mình vẫn còn những người thân yêu bên cạnh là cái điều hạnh phúc và may mắn nhất cho những một cái mùa dịch, một đại dịch quá đau thương. Và miền xin kính chúc cho đại gia đình YouTube cũng như đại gia đình trên kênh YouTube của Thanh Đoàn sẽ được một tinh thần thật lạc quan cho một năm mới. Bước sang năm mới sẽ có những thử thách mới, khó khăn mới, nhưng em Hiền hy vọng sẽ có những niềm vui thật mới hơn. Anh chị em bà con ơi, những ai lỡ may có mất mát người thân do dịch Covid thì cũng hãy nắm chặt tay và tiến về phía trước nha. Và em Hiền cầu chúc cho chúng ta đại gia đình YouTube một sang năm mới sẽ thật nhiều bình an, thật hạnh phúc. Và em Hiền cũng cầu mong bản thân em Hiền cũng như gia đình em Hiền và cửa hàng Thanh Đoàn ngày một phát triển hơn nữa, đi lên hơn nữa, và đặc biệt trong quá trình mua bán sẽ ngày một may mắn và gặp nhiều điều tốt lành hơn. Và không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn mọi người trong trước một năm qua đã luôn theo chân em Hiền, đồng hành ủng hộ với Thanh Đoàn trong quá trình mua bán. Trong một năm qua cũng có những lúc khó khăn, có thăng trầm, có những cây mâu thuẫn giữa người bán, người mua, giữa cửa hàng và khách hàng. Hy vọng anh chị em bà con chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, bỏ qua hết mọi buồn phiền, mọi mâu thuẫn để bước sang một năm mới nhé. Hy vọng mọi điều sẽ may mắn hơn. Và trong buổi ngày hôm nay là buổi live ngày 30 thì cũng là cho như ngày 30-31 là coi như hai ngày cuối cùng rồi. Thì em Hiền sẽ dành tặng một món quà tri ân vào ngày mùng 1 tháng 1 2022. Anh chị em bà con đến đây mua xe, em Hiền sẽ tổ chức cấu trúc ra hai ngày, mùng 1 tháng 1 và ngày mùng 2 tháng 1 2022. Quý anh chị em bà con đến mua xe tại cửa hàng Thanh Đoàn sẽ được tri ân với giá lì xì, bao lì xì 500.000 đồng một chiếc xe. Lưu ý là với giá tiền 10 triệu đồng trở lên thì mình sẽ giảm giá một chiếc xe 500.000 đồng để chào đón một cái xuân, một cái Tết mới ấm lòng và may mắn hơn nhé. Đó, và chỉ diễn ra 2 ngày cho bà con tranh thủ mùng 1, mùng 2 nghỉ Tết dương lịch thì tranh thủ xuống đây mua xe. Và nếu như mọi người chưa có định mua xe mà Tết dương lịch đánh rồi thì có thể đến tham quan mua sắm nhé. Đợt này miền về rất nhiều dòng xe luôn để anh chị em bà con mua đi Tết. Anh chị em bà con cùng vào xem cập nhật. Ai ở xa đặt cọc em Hiền sẽ ship về. Ai muốn mưa chua rồi mua mà chưa đủ tiền thì mình đặt cọc trước rồi ít bữa hôm nhận lương có tiền mình ra lấy cũng được nhé. Và Hiền cũng luôn mua bản trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp để phục vụ quý anh chị em bà con. Và một lần nữa thì mọi người hãy nở nụ cười thật tươi để bước vào trong buổi chiều ngày hôm nay. Tại vì buổi chiều ngày hôm nay là rất nhiều xe luôn. Ngày hôm qua rất nhiều cuộc gọi bảo em Hiền ơi, sao tối nay không lên live bật gì à? Thì vì là em Hiền đang live bên ở mấy cái kênh khác nên là không có thời gian live kênh Thanh Đoàn. Thì trong buổi chiều hôm nay em Hiền sẽ trả hàng, trả đủ cho anh chị em bà con nhá. Hôm nay rất nhiều xe rực rỡ về đồ cho buổi chiều. Em Hiền sẽ review đầu tiên một chiếc Vision đi. Báo ơi, cậu con này bao nhiêu tiền? Hỏi cậu xem. Đây là chiếc Vision mới chạy 2.000 cây số cho buổi chiều ngày hôm nay. Trước màn hình của quý anh chị em bà con là một chiếc Vision phiên bản chìa khóa thông minh cao cấp, ốc tán 7 màu đầu nối zin, màu đỏ đậu đô và lên mặt nạ SH cao cấp rồi. Đó, thường thì khi mua xe của em Hiền ít khi quan niệm về vấn đề km, nhưng với những chiếc xe mới và đẹp như thế này thì mình cũng phải liếc qua km một cái nha. Biển 94K1 97485, một chiếc xe rất mới và đẹp luôn, đúng 2.000 cây số nhá. Anh ơi, anh ra, anh ơi giờ ra luôn à? Ở trên quay tí nhá. Đây đấy, tại vì cái hẻm này là đường chung nên em Hiền tranh thủ quay nhanh nhá. Đó. Ủa, còn cái con mà hồi nãy mới lấy là bao nhiêu tiền anh? Đây đẹp quá, mới luôn anh chị em bà con, ốc tán này. Đó, mới cứng luôn nha. Xe màu đỏ đô phiên bản đặc biệt cao cấp, đẹp từ đầu tới chân, từ ốc này. Đó,
Đấy, chị em bà con không cần nghe em nói, chỉ cần nhìn vào màn hình là biết được độ đẹp thực sự của chiếc xe này như thế nào rồi. 26 năm cho một chiếc Vision 2000 cây số nhá. Bao test bao chạy thử đây, có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và cho đổi miễn phí trong vòng 1 tuần. Và lưu ý luôn, chỉ duy nhất đổi một lần duy nhất và phải đổi cái xe ngang giá, đừng đổi xe rẻ tiền quá trên miền không chấp nhận nhá. Và đặc biệt anh chị em bà con có thể nhờ thầy sờ đến đây trực tiếp test xe cho miền nhá. Con này đấy, con Novo 4.8 đưa ra đây quay các bác luôn. Đó, rất đẹp và mới luôn, với giá để quý anh cho bà con 26 năm. Và tiếp tục là một chiếc Vario 125 có 102, một chiếc xe phối màu cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, những chiếc xe này nếu anh chị em bà con đi ra mua xe mới là phải đặt hàng trước mới có nhá. Nhưng mẫu này là phải luôn luôn đặt hàng mới có mẫu. Biển số 95E173249 nhá. Đó, những chiếc xe đầu nồi zin máy êm, có tem zin nguyên bản theo xe, rất mới và đẹp luôn. Em Hiền vẫn hỗ trợ trả góp luôn. Còn hiện tại bây giờ tất cả anh chị em bà con mua xe tạm ngừng rút hồ sơ sang tên nhá. À, thường thì anh chị em bà con trở rằng bây giờ em Hiền không sang thì sau này hơi khó, không có đâu. Siêu phẩm đồ Tết đã cần kề rồi, nhanh tay rước em nó về đi Tết đây. Hiện tại bây giờ dịch vụ sang tên đang tạm dừng rồi nên là em Hiền không rút hồ sơ sang tên được. Anh chị em bà con yên tâm, đã mua và sẽ mua tại Thanh Đoàn sẽ hỗ trợ. Hẹn mọi người sau khi ăn Tết, bánh chưng, bánh dày, bánh tét, thịt lợn đầy đó, câu đối đó gì ok hết ra năm. Mong 10 em Hiền sẽ hỗ trợ sang tên đổi chủ danh cho bà con luôn. Trong quá trình lai xe, xe nào riêng em Hiền nói luôn, xe nào đã qua sửa chữa làm máy em Hiền nói luôn. Lưu ý luôn, đã là xe cũ không tránh khỏi cái việc trầy trước nhá. Nên là trong quá trình mua bán, nếu mua xe về có trầy nhẹ đôi tí thì mong anh chị em bà con cũng thông cảm nhá. Đã là xe cũ thì không hoàn hảo được 100%, quan trọng máy êm, máy tốt, dùng bền là ok nhá. Rất là đẹp luôn. AB biển 61D này, mẫu 2017, xe chạy đúng 15.000 cây. Đó, rất cực kỳ mới và đẹp luôn. Hôm nay để rẻ cho anh chị em bà con 26.500.000, tiền nào của đó thôi. 22 triệu cũng mua được AB, 23, 24, 24, 25 triệu cũng có được. Đặc biệt anh chị em bà con đang muốn đổi những chiếc xe cũ này, một năm cũ qua nhiều xui chéo dịch bệnh này, đặc biệt là rất nhiều gia đình mất người thân, xui chéo quá rồi xuống đây mình đổi những chiếc xe này, đó, chiếc xe khác để đối vận mình, cái may mắn sẽ đến với anh chị em bà con hơn nhá. Đó, AB với giá 26 năm. Đó, tất cả những xe này thì em Hiền đã tuyến chọn rồi nên anh chị em bà con không cần phải bình đề gì hết trơn, em Hiền bao cho mọi người luôn. Xe nào kêu máy em Hiền nói luôn, xe nào làm em Hiền nói luôn. Đó, không phải suy nghĩ đâu. Đó, 13 triệu đồng quay Alpha 2018 biển Sài Gòn. Không mua thì mua xe gì ạ? 13 triệu đồng biển Sài Gòn đây. Đó, 59C này, 96441 đó. Quay 110 đầu nồi zin máy êm với giá 13 triệu đồng. Tất cả xe đều được test thử chạy thử. Novo 4 4.8 đồng. 61D107411 nhá. 4.800 có Novo đi rồi. Và mọi người ơi, với cái giá 4.800 mọi người đừng hỏi là xe còn mới và đẹp không, được thôi chứ làm gì mà đẹp được, 4.800 mà. Nhưng mà xe chạy ngon. Quan trọng nhất kiếp xe của 4.8 là chạy còn ngon hay không. Đó, 4.8 chạy bình thường, xe 2011 luôn. Xe có trầy trước nhưng mà máy êm. Đó, mua bản là nói rõ đúng sự thật. Đây này, da nớt siêu cọp này. Trời ơi, những cái chiếc xe nó mới mà nó đẹp không thế nào tưởng tượng luôn. 93P223882. Anh chị em bà con có những chiếc xe nào cũ không đi thì xuống đối những chiếc xe đẹp hơn nhá. Chìa khóa thông minh cao cấp luôn với giá 18 năm. Đó, ai ở miền Tây này, ai ở thành phố Hồ Chí Minh, ai ở Đồng Nai, ai ở Bình Dương là hỗ trợ miễn phí 100% phí ship. Anh chị em bà con ở gần đây thì lên mua miền sẽ bớt 100-200 tiền xăng xe. Tất cả xe báo ở đây là niêm yết không bớt nhá. Không bớt giá xe, chỉ bớt 100-200 chứ không có trả giá mọi người nhá. Thiết toàn xe đẹp không, ủi dồi, xe 5.000 cây số này. AB 125 5.000 cây số, keo nguyên con màu đỏ đen này. Tem màu xanh phơi bản đặc biệt này. Đó này, in nắp nguyên con từ đầu tới chân luôn. Mua xe chưa bao giờ mà dễ dàng như vậy, được test thử, được chạy thử này, được bảo hành này. Đó, thoải mái, đặc biệt cho thầy thử đến test luôn. Để quý anh chị em bà con, chiếc xe này với giá 44.500.000 đồng, tiết kiệm được trên 10 triệu đồng cho những chiếc AB siêu mới và đẹp, keo nguyên con từ đầu tới chân. Và đây là chiếc Rider sang cơ. Thôi mọi người nhìn cho kỹ cho miền nhá. Đó, zin nguyên bản luôn, tem zin. Ở đây là có bứng zin luôn, nhưng mà khách người ta tháo ra mua em Hiền lắp vô.
tem toàn bộ zin nguyên bản luôn này, lốp mới thay luôn này, biển 61D63185 Rider Sanco cực kỳ mới và đẹp luôn. Ốc tán phải nói 7 màu luôn đây mọi người này. Đó, ôi trời ơi, để anh chị em bà con 20.500 có bứng đầy đủ cho anh chị em bà con, không phải để trần như vậy đâu. Nhiều khách người ta thích khoe cái bộ máy, còn mọi người thích thì em liền sẽ lắp lại anh chị em bà con. Một cặp này, trời ơi những chiếc xe này. Bây giờ nếu anh chị em bà con đã nợ tốt, đã vay trả đều trả tốt, vay tối đa 50-70 triệu luôn. Đấy. Còn anh chị em bà con nào chưa vay thì mình mua góp nhá. Có nhiều cách thức để vay này. Xe 2000 cây số 150 cuối 2020-2021, phiên bản màu xám nhám, trời ơi mua mới 85 triệu đồng. Hôm nay thanh đoàn để quý anh chị em bà con 59.500, một chiếc xe đã có hồ sơ cầm tay sẵn rồi anh chị em bà con, chạy hơn 2000 cái số 59 năm, không mua thì mua xe gì anh chị em bà con ơi. Đó mọi người coi kỹ cho miền nhắn, trời ơi rất đẹp luôn anh chị em bà con này. Đặc biệt là màu này là màu xám bạc nhá, phiên bản đặc biệt cao cấp luôn. Còn bên này là màu xám bóng này, 43.500 đó, ai có bao nhiêu tiền thì mình mua bấy nhiêu tiền thôi. Đó, có đầy đủ các giá cho mọi người lựa chọn thoải mái luôn. Hỗ trợ trả góp, đưa trước 30% xe, thậm chí không cần đưa trước. Đó, anh em bà con tùy vào điều kiện khác nhau nha. Chứ nhiều khách báo em Hiền nói trên mạng một đường mà xuống đây một đường. Tại sao khi báo em vay được 80 triệu mà thì anh không vay được đồng nào? Với điều kiện anh vay rồi nợ tốt chứ bây giờ anh chưa vay hoặc anh trả chậm rồi thì làm sao được mọi người nhá. Lưu ý cho em Hiền luôn này. Đó, rất đẹp và mới luôn, ở xa đặt cọc em Hiền ship về. Đây, quay Alpha 5000 cây số. Đúng 5000 cây anh chị bà con nha. Trời ơi này. Tối hôm nay trời đẹp, em Hiền quay sớm nhìn hình vô. Đợt giờ gần Tết rồi đa số chọn những chiếc xe cọp và mới đẹp và một phục vụ anh chị bà con. Một năm nhiều xui xéo rồi, hôm nay thử thưởng cho bán thân đi. Mua xe mới 23, 24 triệu, 120 triệu. Hôm nay đến thanh đoàn anh chị em bà con chốt đơn cho em Hiền với giá 14.800. Quay Alpha 2019-2020, xe mới chạy đúng 5000 cây số luôn. Đó, ốc tán 7 màu này. Ken xà beng đời lốc sẵn này, nhìn ốc này. Tem rin 100%, không phải tem lô nha. Nói không với tem lô. Quay Alpha 2011 mà này. 11 là bây giờ hơn 10 năm mà còn đẹp như thế này đây. Đây mọi người nhắc quay ký chi tiết cho anh chị em bà con xem luôn. Quá tuyệt vời, hôm nay là gần 100 xe về đổi biển số này. Quá tuyệt vời luôn nhá. Zin nguyên bản đầu nồi zin luôn 11.500. Mọi người cứ tự tin mà mua, không có sợ hố giá, không sợ đắt đâu, mình nói thật đấy. Những chiếc phụ trợ đi đâu mà có, 7000 cây số đi đâu mà có những chiếc xe này. Hai gương còn zin đầu nồi 100% zin luôn mọi người, những cái đầu của này. Chiếc xe này đáng 7000 cây không ạ? Không cần coi lim km nhưng mà nhìn này, tem rin 100% này. Đây, nước sơn rin chưa bao giảm tốt nha. Chưa hề giảm tốt luôn anh chị em bà con nha. 23.500.000 đồng mọi người đừng có chửi em Hiền đắt rẻ tiền nào của đó thôi. Đó, ai mà thực sự biết được cái độ tuyệt vời của nó thì cứ mạnh dạn mà mua, không sợ đắt đâu. Quá mới và đẹp luôn anh chị em bà con nha. Xuất thần xuất sắc luôn. Có mua bản có trao đổi nên bây giờ mở cái cốp cho mọi người coi luôn. Người ngắm nhìn cho em Hiền đây này, em Hiền sẽ làm việc xuyên Tết luôn nha, mồng 1, mồng 2, mồng 3 mua bán bình thường, không có kiêng cử gì hết anh chị em bà con, thích mua giờ nào em Hiền đây giờ đấy. 3 tháng dịch ở nhà ăn chơi rồi, bây giờ phải cày mà trả nợ thôi mọi người ơi. Phu trờ neo này, không biết nói từ gì hơn. Em Hiền nói thật, nhiều bác đến mua xe này 2-4 năm mà lắc đầu đi về đi tham khảo nữa, tham khảo đâu ra. 24 năm những chiếc xe như thế này cần gì phải suy nghĩ á. Mua đâu cũng vậy, mua tại thanh đoàn được test thử, được chạy thử, được bảo hành này. Đó, có tin nói tin làm máy này luôn. Thích làm gì thì có, thích đối xe có luôn, thích chip xe có luôn, thích trả góp có luôn, thì đi đâu nữa. Về ngay với đội của em Hiền nhanh và liền đi anh chị em bà con ơi. 24.500.000 đồng, không tì vết không lỗi làm luôn. Đó, xe này people này. Đó, hôm nay xe này là bán một lần rồi. Về chị gái xin lỗi chứ chân hơi ngắn quá, đi không tới nơi phải đi ra đối lại. Như một chiếc xe khác luôn, người ta có tiền người ta mua khác, hôm nay không có đối con này đi tạm đi. 13 năm đẹp không gốc chết luôn. Đó, zin nguyên bản FI phun xăng luôn. Màu đỏ đô rất giống một chiếc xe khác luôn nha. Và đây, nếu như anh chị em bà con đang trong đầu đang tìm kiểu Vision Corp thì hôm nay
đến ngay tại Thanh Đoàn đi, tại vì hôm nay rất nhiều luôn, thích màu đỏ có, màu đen có, màu xanh có, màu trắng có, màu tím có, màu vàng, màu gì cũng có luôn. Bảy sắc cầu vồng luôn anh chị em bà con này. Những chiếc xe có đáng đồng tiền không anh chị em bà con ơi, đừng có coi km làm gì. Nếu mà mọi người thực sự đã thường đi mua xe, liếc qua xe nào mà cứng cáp liền lạc, liếc qua một cái biết ngay. Ít lắc này, ôi vô nguyên con luôn, biển 61E170185, inox từ đầu tới chân, từ chân lên đầu đó, từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào luôn đó. Thường anh chị em bà con thắc mắc sao mà bé Hiền này quay xe không có nổ máy, yên tâm đi, xe là test hết rồi, ngon hay không là phải test trước các khách chứ ai lại không test thứ làm sao mà mình bán hàng được đó. Với lại một mình em Hiền quay với cái số lượng xe như thế này không thế nào mà test từng con một được, em Hiền đã test qua rồi đó. Đặc biệt luôn em Hiền có một cái đất hay này, cả ngàn chiếc xe đây không bao giờ em Hiền ghi giá luôn. Khách rất là chỉ thắc mắc, ủa rồi tiệm nào người ta cũng ghi giá, người ta thích mua không thôi, em Hiền lại không vạch. Quan điểm của Thanh Đoàn mua xe là phải giao lưu với khách đúng không? Hôm nay khách chưa thích ngày mai khách mua chứ, đây đề giá lên đây khách liếc qua khách không thích khách đi luôn, chả biết khách với mình là ai cả đúng không? Nhiều khi vào một lần Thanh Đoàn lần sau ra đường em Hiền còn biết mà chào mọi người đấy, đã đến Thanh Đoàn đã xem đã tham khảo này đó. Vừa chốt một chiếc xe AB về ở Long An nha anh trai, đi rất xa xôi luôn. Anh trai ít nói nhưng mà mua xe nhanh còn lẹ. Anh ơi, cười cái coi. Ở tận Long An xa xôi lên đây. Sao rồi anh, được con nào chưa? Về ngập nhà thế này mà. Đây. Đó, đây mọi người thấy chưa, những chiếc xe này 25 triệu rưỡi này. Đó, rất đẹp và mới luôn. Anh chị em bà con đến mua xe này tại cửa hàng này. Nói chung xe cũ không tránh khỏi được, những lúc này lúc kia mua xe nếu có vấn đề trục trặc này, thắng không ăn gì thì thử có thầy đây, 4 đội ngũ 4 năm thử đây, chính sửa lại cho mọi người. Vui vẻ nhiệt tình thay nhất miễn phí cho. Biển 75G33534 nhá. Đó, đây, màu này là phiên bản hot đấy, 25 năm. Mua mới bây giờ cũng 38 39 40 rồi đó. Đây này, màu đen nhám này. Đáng lẽ mà giờ xe nào em miền cũng báo đẹp thì mọi người báo con mù này nói điêu. Quay gì cả trăm chiếc xe mà con nào cũng đẹp mà giờ nó đẹp thật mọi người ơi. Hôm nay về một lô xe không có chê được cái gì hết trơn luôn á, đẹp quá tuyệt vời luôn. Đó, mọi người không cần nghe em nói, nhìn vào màn hình này. Nó đẹp là đẹp thật mà xấu là xấu thật chứ đâu có nói điêu được. Ôi ôi này. 22.800.000. Cuối 2018 2019 rồi. 25 năm, 25.500.000 đồng. Đó, một cặp đen trắng, ai thích lấy con nào thì lấy nhá. Đây là chiếc RSX. Màu này là màu đen cái bên màu đỏ này. Bánh mâm đĩa luôn anh chị em bà con nha, mâm đĩa này, đầu nồi 100% còn đi luôn, đầu nồi 100% đi luôn đó. Biển số 59 thành phố 14 năm. Anh chị em bà con yên tâm đến với Thanh Đoàn mua xe, ví dụ xe có trầy trước tên miền cũng giảm qua. Nhiều khi xe cũ anh chị em bà con cứ che trầy ba chỗ làm sao không trầy được. Bản thân mình đi nhiều khi không phải cho mình trầy mà đầu ở các cái chợ hội chợ này, đầu ở mấy cái chỗ công ty là dễ bị trầy. Con này để mọi người 31.800.000 đồng nhá. Một chiếc xe 150 cuối 2019 nhá. Đầu nồi 100% riêng nguyên bản luôn, tem riêng này. Đó, quay đến đâu là đẹp đến đó, thì những chiếc Reddick này. Đó, con này là nó có trầy trước trong cầu ông đưa ra ông tháo keo chỗ nào trầy thì giảm tốt đôi tí cho đẹp. Nhiều bác mua xe cũng buồn cười, bây giờ xe trầy thì báo sao xe trầy thế mà xe giảm qua tí báo rồi sao xe lại giảm lại như vậy. Đã là xe cũ phải xác định rằng là mình coi chỉ hơn một con mắt thôi. Mọi người coi hai con mắt là nó lộ ra bao nhiêu là tàng hình. Em Hiền đùa vui, xe cũ thì có con này con kia mọi người ạ. Chả có con nào đẹp hoàn hảo được 1.000 lần 1.000 luôn. Thậm chí mọi người đi mua xe mới về vẫn có trục trặc là cái chuyện rất bình thường luôn. Nên là xe cũ làm sao thành khói, quan trọng anh chị em bà con đến mua xe. Em Hiền sẽ cho test thử chạy thứ và cho đối miễn phí một tuần rồi đúng không? Đó, RSX này 14 triệu đồng bánh mâm đĩa này. FI phun trăng 2018 luôn á. Đây AB125 làm mưa làm gió thị trường nhá. Đây này, quay trong cái xe thì mới nói giá. Nói trước là mọi người lại chửi báo sao bán đắt thế. Người ta bán có 15-16 ra miền bán đắt thế. Nên là bây giờ phải quay trước hình ảnh đi. Đó, em Hiền đang dùng camera thường 100% nhá. Tay cháu tay thô này, toàn đất cát là nó vô hết đây, chứ phải dùng bằng cái app gì đâu mà mọi người đừng có lo sợ gì hết. 100% bằng chân thực 100%. 81G12116 này, AB125 màu trắng kết hợp với đen và sáng này, để quý anh chị em bà con với cái giá 22 năm. Và nếu mọi người đang sợ đắt thì sẽ có những dòng xe tầm 15, 17, 18 triệu tùy vào túi tiền của mình thôi. Rồi đây này,
Jupiter 2018 này, mâm kiếng luôn màu đen nhám, phiên bản đặc biệt nhất, cao cấp nhất của dòng Jupiter. Đây, đây, cái nhớt này là tại vì khách đến mua xe mình thay nhớt nó đổ ra, chứ không phải là nhớt của xe này mà đổ ra, vậy là coi như toi đời rồi mọi người nhá. 18 năm này. Đó, rất nhiều xe đẹp cũng về đổi AC lô màu đỏ này. Đồ kiếng này, đấy, bao tay kiếng này. Lốc máy zin nguyên con luôn. Có phuộc kiếng luôn anh chị em bà con, tem zin 100% này. Đây. Đó, máy móc là 100% zin là mình không nói tới này. Biển số của nó là 83P262452. Để anh chị em bà con 10.500.000 đồng. Ai thích rẻ hơn 8 triệu có, 9 triệu có, 10 triệu có nhá. Đó, ẹt phiên bản cao cấp này, biển máy 1C3. Phiên bản màu đen trắng xanh GP với giá 31 năm. Đầu nồi 100% zin. Đó, ốc tán 7 màu. Đó, quay chậm lại rái cho mọi người xem được chi tiết đây. Con này là em hiện lột keo, không may lột nguyên dàn tem, mọi người mua thì dàn tem nguyên zin màu đỏ đen, phiên bản màu đỏ đen nhám là phiên bản đặc biệt này. Đó, đèn này là có đèn cú mèo rồi nhá. Con này là 25 năm 2018 mua là dán tem đàng hoàng. Đó, không may lột keo, lột mảnh tay quá nó ra luôn cả cái tem. Nói chung là mua bán thì có sao nói vậy nhá. Đó, đây Attila phiên bản cao cấp này 2014 này. Mọi người thấy chưa, đây này, có cái tem này là tem phiên bản cao cấp rồi đó. Toàn bộ đang dán keo hai gương zin luôn. Để mọi người với giá 9 triệu đồng. Attila bây giờ 7 triệu, 6 triệu, 5 triệu, 4 triệu cũng có, nhưng mà để tìm những chiếc xe này. Phiên bản là phiên bán người ta tem zin theo xe này. Ở đây là còn keo chưa lột ra mọi người nhá, chứ không phải là xe chạy trước gì đâu. Đây, đầu đèn này sáng choang luôn, đẹp lắm mọi người ạ. Này, đoạn này là tem theo xe hết nhá. 9 triệu đồng một chiếc Attila full xăng. Đó, XH mode này với giá 38 triệu 500 ngàn đồng. Phiên bản này là màu cà phê sữa này, inox nguyên con. Đó, xe này bán đắt quá mọi người cũng kêu, mà bây giờ bán rẻ quá. Hôm nay em Hiền có khách có xe này bao nhiêu, 38 năm em Hiền quay cho anh coi cái, tại sao xe bán rẻ vậy, có vấn đề gì không anh? Có vấn đề đẹp và ngon thôi, không có vấn đề gì hết anh ơi. 38 năm Super Dream đời 2016 keo nguyên con màu nâu cà phê sữa này, keo nguyên con, xe rất mới và đẹp luôn. 16 năm tiền nào có đó thôi, 10 triệu cũng có, 8 triệu cũng có nhá. 2016 keo nguyên con 16 năm, đầu nồi 100% zin nguyên bản luôn. Đây, vừa chốt con AB, hôm nay là bán được 15 chiếc rồi mọi người nhá. Hy vọng từ giờ tới tối là bán thêm được mấy chiếc xe nữa này. 95 em Hiền là đang tập lái xe, mai mốt lái được xe là em Hiền sẽ đích thân đi giao xe cho mọi người nhá. Đó, bây giờ buổi tối là em Hiền phải tranh thủ đi sớm để đi học lái xe, có bằng lái là em Hiền sẽ đi giao tận nhà cho anh chị em bà con, được chưa? Quá tuyệt vời đúng không? Đây, ôi dồi ôi, phiên bản cao cấp có 12 năm quay blade, biển số 8B32537 nhá. Ô, mọi người cứ xuống đây không trưởng co, không có xe để về đâu, ngập nhà xe luôn, xe số xe ga. Đó, đây AB này, hai gương còn in đẹp quá, đẹp luôn, inox này, đó vô inox luôn mọi người nhá. Biển số này 61G117692. Tiền nào mua đó cho anh chị em bà con, mọi người thích giá nào có giá đấy. AB này chốt giá để quý anh chị em và các bạn với mức giá 12.800.000 đồng. Đây, quay alpha vừa đổi xong này, dàn áo rất xấu, dàn chân đẹp và thậm chí là máy còn đi luôn. Thậm chí là máy móc còn đi nguyên bản luôn nhá. Đó, để mọi người 6.800.000 một chiếc quay alpha này. Đầu còn đi và máy đi. Zin luôn nhá, này đâu này. Đó, 6.800.000. Mua mà đi làm quá tuyệt vời luôn anh chị em bà con nhá. Quay alpha 6.800.000. Vai Rio đẹp nhất của ngày hôm nay, xe chạy đúng 5.000 cây số, biển thành phố Hồ Chí Minh chính chủ luôn. Nếu như anh chị em bà con đi mua xe gặp con này mà không mua là có sai lầm, là gì? Nó cực kỳ mới và đẹp luôn, biển số 59F213977 này. Quá xuất sắc luôn, toàn bộ này 5.000 cây vai Rio này, mua mới biển Sài Gòn, giấy tờ xong 4849 triệu. Hôm nay thanh đoàn bán cho anh chị em bà con cái giá sốc nhất thị trường 35 năm. Đó, ký quyền sang tên, bao hồ sơ cho anh chị em bà con luôn, vai Rio 5.000 cây số này. Đây, quay gần cho mọi người xem, mọi người sẽ quay xa này, quay xa giấu chỗ trầy nó đẹp cỡ này cơ mà.
mới tinh luôn anh chị em bà con nhá. 5.000 cây số 35 năm. Và đây là Acelo cuối 2019 luôn. Phiên bản in 3D cao cấp luôn. Acelo cuối 2019 toàn bộ đây là tem in 3D. Đầu nồi 100% din. Đấy, bao dè của Ek 135 này đây. Đời cuối 2019 luôn nhá, đây. Anh chị em bà con vào chiêm ngưỡng cho miệng có đẹp không ạ? Tin đét luôn. Đấy, cái này vào đồ kiếng này, vô vào vô kiếng luôn. Đó, toàn bộ phiên bản in 3D. Cái lọc máy không khác gì xe mới luôn. Lưu ý nha, miền đã quay rõ chi tiết nha. Đây mọi người ơi, cuối 2019 luôn. Đây, vô này. Đầu nồi 100% đi này. Đây, in 3D, dàn áo in 3D này. Mới tinh luôn, xe mới chạy được 7.637 luôn. Đó mọi người thấy bao tay kiếng này. Đời cuối 2019 luôn, để cho mọi người 13.800. Xe này nếu như mà ai chần chừ là mất nhá, ai nhanh tay là còn. Đây, 2019 luôn mọi người nhá. Quá tuyệt vời luôn, hôm nay về toàn xe đẹp. Acelo nhà em liền ngập nhàn. Đó, toàn xe đẹp anh chị em bà con, thật sự luôn này. Trời ơi, cái lắp máy đi của người ta thế này cơ mà. Quá tuyệt vời luôn. Biển số 60B574393, biển 36, một cặp xe để quý anh chị em bà con đồng giá 10.800. Ai thích xe 9 triệu có, 7 triệu có, 8 triệu có, tiền nào của đó thôi, óc tán của nó này. Quá tuyệt vời luôn anh chị em bà con nhá. Xe côn tay 10.500, 10.800 có xe đẹp. AB đầu bò này, máy zin luôn nhá. Đó, đây máy zin nguyên bản luôn, để rẻ cho anh chị em bà con, rẻ nhất thị trường Việt Nam. 10.800 mà đầu có AB đầu bò. Biển số 18K107258. 10.800 là có ngay một chiếc AB đầu bò, không mua còn chần chờ gì nữa. Lít này, phiên bản này, đá chân trống một phát tắt máy ngay và liền luôn. Biển 59C2 11254. Em Nhiệt sẽ quay gần cánh luôn. Một chiếc xe thực sự đẹp và mới luôn. Từ dàn ốc cho đến dàn áo như xe mới luôn. Quá xuất sắc luôn, không bao giờ tìm ra con thứ hai. Em Hiền chốt giá một chiếc lít chiều cọc và mới như thế này 12.500.000 đồng. Anh em bà con ơi, 7 triệu cũng mua được xe lít nhá, 8 triệu cũng có, 9 triệu cũng có. Nhưng để tìm những chiếc xe mà đẹp và mới như thế này thì nhanh tay mua. Đặc biệt ngay vòng 1 và vòng 2 2022, anh chị em bà con đến mua xe tặng ngay một bao lì xì 500.000 đồng cho quý anh chị em bà con luôn. Đây, quá tuyệt vời luôn anh chị em bà con nhá. Nhanh tay chốt đơn cho Miền thì không có lần thứ hai đâu. Đấy, vừa giao dịch một chiếc KB 125 vừa bị đổi. Xe 2010 phiên bản thì đen nhám luôn. Biển 74 xe chính chủ luôn. Đây có giấy tờ ký đấy, có chống trộm đầy đủ luôn. Con này để anh chị em bà con với giá 21.500.000 đồng nhá. Vừa đang có giấy chứng nhận của khách luôn. Và đây là hình ảnh của xe máy Thanh Đoàn. Ngoài những chiếc xe đang quay tại cửa hàng, em Hiền còn ngập nhà luôn. Hình như đang có cái nhạc, nếu mà vướng nhạc cái em Hiền bị mất tiền bản quyền mới nhá. Em Hiền phải đi nhanh vô đây. Winner này, Lít này, SH này, Rider 21 năm này, AB 25 biểu dưới này, màu cam 275, màu đỏ 295, màu đen 255. Đó, rất nhiều xe đang có mặt tại Thanh Đoàn. Anh chị em bà con xuống đây cho em tham khảo lựa chọn những chiếc xe Sirius 2020 bánh căm thắng đĩa phiên bản màu xám long chuột xám nhám này với giá 14 năm. Đó, những chiếc Vision 2013 14 FE luôn. Đẹp cực kỳ, biển thành biển này là biển thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Đấy, để quý anh chị em cô dì chú bác xa gần với giá 13 triệu đồng. AB 125 245. Đó, Novo 6 14.500.000 đồng. Đó, ngoài ra tại Thanh Đoàn rất nhiều xe anh chị em bà con tha hồ lựa chọn nha. Đến với Thanh Đoàn là không sợ không có xe để về đâu. Đó, đây. Ghi sẵn 19 triệu đồng. Có nó 14 năm nhá. Rồi đây là Winner 24 năm này. Winner màu cam. Con nào em? Quay Alpha 10 triệu 500 nhá, 67K157955. Ờ. Con nào? 10 triệu rưỡi. Rồi đây những chiếc Sirius FE này. Màu trắng 11 năm. Màu đỏ này 2020 15 triệu đồng biển Sài Gòn. Biển 59, em bên này biển 67 này. Đó, zin đét theo xe từ đầu tới chân luôn.
Đó, và đây có ẹt này, rất mới và đẹp luôn nhá, 16.800.000 đồng. Bánh mâm thắng lý ẹt 135 màu trắng xanh, đầu nồi còn đi nguyên bản từ đầu tới chân luôn, mang biển số 69N122812, màu trắng xanh nhá. Đây là ẹt con từ đồng này, bánh mâm kiếng luôn, biển 60C48665, ẹt con từ đồng đi giống như ẹt một cà mới nhá, 18.500.000 đồng nhá. Đó, và đây có siêu riết 9.500 này, 9.500, quay ép 100, đầu lùi 100% đi 10.500.000 đồng. Đó, rất nhiều xe để anh chị em bà con tham khảo lựa chọn nhé. Còn rất nhiều xe thời lượng khi YouTube có hạn nên mình không quay được hết được, anh chị em bà con thông cảm. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, an yên, hạnh phúc, ngập tràn yêu thương nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái gì cần vứt bỏ trong một năm cũ thì hãy cứ mạnh dạn vứt bỏ hết. Đó, trong cuộc sống, trong tình yêu, để thoải mái bước tiến, bước một năm mới sẽ có nhiều khởi đầu và may mắn hơn. Đặc biệt mùng 1, mùng 2, 2022 thì bà con đến mua xe sẽ nhận được bao lì xì với giá 500.000 đồng. Lưu ý là mua xe hóa đơn trên 15 triệu anh chị em bà con mới được bao lì xì nhá. Còn hóa đơn mà mua xe 1 triệu mà lì xì 500 lẽ miền đi ra được cái miền ở đây, không bán xe ở đâu nhá. Chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ, an yên nhá.